trọng tài lên trao giải ba cho đội 6A5, gồm giấy khen của nhà trường và tiền thưởng. Một trận thi thật tơi dành cho đội bóng 6A5 game hết sức xuất sắc. Xin trân trọng cảm ơn 6A5, cảm ơn thầy Tuấn. Và tiếp theo chúng ta trao phần thưởng giải nhì cho đội 6A3. Mời cả đội 6A3 game lên bên trên. Hết sức đáng khen cho tập thể 6A3 về thể trạng thì các em có thể là nhỏ nhất, các em nhưng mà hết sức cố gắng, đặc biệt là số 3, số 3 đâu, giơ tay thầy coi, số 3 của đá rất hay, kỹ thuật rất dẻo, tuy nhiên là may mắn vẫn chưa đến với chúng ta. Xin kính mời thầy Nguyễn Công Tuấn thay mặt tổ trọng tài lên trao giấy khen và phần thưởng cho đội 6A3. Theo đánh giá chuyên môn là 6A3 là một trong những cầu thủ, là một đội bóng có sở hữu các cầu thủ rất nhiều về kỹ thuật. Một tràng pháo tay thật to dành cho đội bóng 6A3, rất đáng khen. Khả năng lớp 7 nếu năm nay về tập luyện tốt, ăn uống tốt là to con lên để sang năm lớp 7 tranh giải nghe chưa. Rồi thắng lại, còn 3 năm nữa mà sợ gì, lấy lại những gì đã mất chưa, hiểu chưa. Và sau cùng chúng ta chứng kiến lễ nhận giải của lớp nhất 6A6. Mời tập thể 6A6 lên bên trên. Ok ra luôn. Rồi đứng hai hàng, đội này hơi đông á, đứng hai hàng đây con. Nhỏ đi chứ, nhỏ bên dưới đây đó. Rất đáng khen. Phải nói là các em luôn luôn nuôi ý chí ngay từ phút đầu, mặc dù biết 6A3 rất mạnh, nhưng các em vẫn luôn luôn cố gắng kiên trì, chọn từng cơ hội, chọn từng khoảnh khắc đẹp nhất để ghi được 5 bàn thắng, phải là hết sức là khen ngợi. Và xin kính mời thầy Nguyễn Văn Vũ, hiệu trưởng nhà trường, lên trao cúp và bày trái khen cho tập thể 6A6. Và phải nói là một phần các em đá rất hay, nhưng mà các em một phần cũng có sự may mắn, phần may mắn đã hộ mệnh chúng ta sẽ thành công. Và đây là cúp vàng. Rất đáng khen, một tràng tay thật to dành cho tập thể 6A6. Quá xuất sắc. Và buổi trao giải cho các cầu thủ đạt giải khối lớp 6 đến đây là hết. Mời phụ huynh lên, quý anh chị lên.